Hello, xin chào tất cả bà con em. Em test cái con Đài Loan Z35. Con này lên điện một pha nha, lên nhân thắng, hộp số đá. Con này nhỏ nhưng mà chống tâm dài nha. Anh em nào làm đồ nhỏ là rất ok nha. Cái tay với cờ da gì đó, tay dài chống tâm 1 mét nha. Hoạt động ok. Con này được cái là tiền ren chỉ có thay 2 đến 5 thôi. Em sẽ cho thông số trước nha. Dài 1m8, trong tầm tới 950, lỗ 32, lỗ 32 với 32 là lọt nha. Qua băng 360, qua dao 220, mông cặp 160, 3 cho thuận, điện 1 pha 220V. Cái này có tai xích chấu, tai xích dao, có lên Rinet của Nhật luôn nè. Rinet của Nhật nha, đưa lên là vừa đẹp luôn. Con này một cây dứt me nhưng mà vừa từ đồng vừa răng nha, nó có đường chà rảnh. Để lát em sẽ chạy cho anh em nha. Con này có từ đồng bằng trên, đồng bằng dưới thì dùng cây dứt me luôn, chiến thắng cơ, điện 1 pha 220V. Anh em nào chưa có 3 pha thì rất ok nha. Này em cắm thử điện thử luôn nha, cắm test luôn nha. Số đá rất là dễ sử dụng nha, này kéo cần lên thôi. 2 3 4, tốc độ rất là nhanh luôn nha. Này anh em là nhanh lẹ thì do bô đi thôi, 4 tốc độ nha. Và kéo xuống thôi nha, con này rất là êm ái, mo luôn nha, cao mo luôn nha, mo mát hết chạy nha. Cái này vụ với cái thùng này nha, biết đó, đảo chiều luôn nha, một pha đảo chiều hiệu một da. Này răng dưới ấy thì nhả bô lon ở đây nha, nhả canh cái răng ở đây nha, để xài bức tiếng ren nha. Anh em canh sao cho nó vừa ấy là nó nhẹ nhàng êm nha, mình siết cái là rồi ok nha. Qua nhông nha, đây em canh chưa có đúng nha, canh đại cho anh em đó, cây này là có cây tự động nha. Đó em sẽ canh lại sao nha, đây là tự động bằng trên nè, để cái này vô là tự động bằng trên nha, kéo ra, tắt. Còn tự động bằng dưới này là theo cái giúp me nha, theo bước tiếp, rồi đi thôi nha. Kéo lên nha, không phải đè xuống nha, con mũi tên nè, chồng đang ngược nha, để em sẽ đảo lại cho anh em nha. Tắt máy, thắng cơ. Này đảo lại thôi nha, là trái phải. Hai chiều. Kéo lên. Nó sẽ vô nha. Đó. Thì cái đồng này theo bước tiếng, anh em nào muốn nhanh thì nhanh, muốn chậm thì chậm, gạt theo bước tiếng bước răng nha. Đây này là chiếc me 2 đồng, vừa răng vừa đồng, con này thì băng bàn rất ok, giá rẻ cho anh em luôn, băng bàn còn rất là đẹp, tuy máy nhỏ nhưng mà nó dài nha, trung tâm dài, cái này lên ốc ốc lớn luôn mà. Bạn ok, đồ dùng sai rất ok luôn á. Này sơn lại cái màu xanh nha, màu xanh rất đẹp đó, quay dần cho anh em xem nha. Đó, anh em có nhu cầu con máy đồ nhỏ, làm đồ nhỏ dài thì ok nha. Cái này mong cặp 160 thôi, 3 chiếc thùng. Điện 1 pha 220V, giá rẻ, tìm không ra. Có 2 con xoáy nồng nè, anh em nào làm con cặp thì tính giá rẻ luôn nha. Cái nồng 100 đó nha, 100ml là 10cm, nó tầm cao tới 5 tấc trên 5 tấc. Con này thì thuộc chốt, điện 3 pha, con này giá 20 triệu, hành trình 130 nha. Em
anh em nào cần thì alo, còn thuộc chốc lớn thì có con hành trình 2 tấc máy Nhật. Con này nay giảm 55 triệu nha, anh em nào chốt nha. Thủy lực luôn. Có mấy con khách chốt rồi chuẩn bị giao, Mori lỗ lớn giao. Mori 8-60 này cũng chốt rồi nha. Con Hamasei chốt rồi. Con đã qua chốt rồi nha. Đã qua này chốt rồi nha. Mấy em về hai con máy nhỏ này. Một con T12 là nó có hầu nhỏ này. Con này điện kênh không sắp nhông luôn, điện một pha luôn. Anh em nào cần xem thì có gì alo chốt chất nha. Con này 18 triệu, nhông bao đẹp. Con Việt Nam của Tiến Thành nè. Có Dinet cháu trai phải, nhông điện một pha sẵn luôn nha, băng bằng rất. Ngày 16 triệu chốt nha. Con này không trả giá nha nè. Máy phay này giờ em dọn xong rồi chuẩn bị lên clip nè. Anh em nào có nhu cầu con này thì có gì alo trước nha. Em sẽ quay trước và gửi trước cho anh em nha. Dòng phay ngang chưa dọn nhưng mà bao chạy. Con này tới 20 triệu nè. Con này 27 triệu. Nếu bỏ bộ chia đứng nằm xuống thì bớt 5 triệu nha. Tôi ra chưa dọn luôn. Chờ anh em nào thích kết thì sang bao dọn bao chạy. Thôi em sẽ kết thúc video nha. Xin chào tạm biệt nha. Hẹn em những clip sau nha.